Câu hỏi đầu tiên con xin chuyển đến trưởng ban hộ niệm A Di Đà Hải Dương, có một câu hỏi gửi đến cư sĩ Phúc Trí, mong cư sĩ Phúc Trí hoan hỷ trả lời. Kính xin trưởng ban hộ niệm A Di Đà Hải Dương đọc câu hỏi. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni chứng minh. Con kính thưa cư sĩ Phúc Trí, cho con xin hỏi được một câu hỏi ạ. Thì vào ngày hôm trước thì đạo tràng chúng con có tu học trên đạo tràng của cư sĩ, và chúng con cũng có nghe và được đạo tràng phát lên một cái thước phim hoạt hình vô cùng là ấn tượng. Có nghĩa là một cái con chuột mà khi con mèo nó đuổi cái con chuột đó, mà cái con chuột đó thì nó bị cái xe cán chết. Mà có hai vị xuất gia, thì một vị xuất gia thì như ngài Alan đến ấy, thì thấy con chuột chết đó thì lại bịt mũi và chê nó là thối, nên là không mang cái nhục thân của nó đi chôn. Còn đến ngài Xái Lợi Phất thì ngài lại thấy con chuột mà rất là lòng từ bi, thì ngài dùng cái chiếc khăn và ngài gói con chuột đó lại và ngài mang đi chôn, và ngài trì ba biến chú vãng sinh. Thế thì nhờ cái sự trì chú đó mà con chuột đó thì sau này được trở lại làm thân người. Thì con cũng muốn hỏi là trên cư sĩ, là nếu như một người mà đã chết rồi, mà nếu như chúng con đến mà hộ niệm, niệm Phật cho họ, khuyên nhắc họ niệm Phật, biết đâu họ lại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì sao? Nếu như mà chúng con lại cứ nhận những người chết rồi, những người mê rồi, thì liệu có trái với đạo lý rằng là gì ạ? Là phá gì ạ? Phá pháp hộ niệm hay không? Mà làm như vậy thì chúng con có thật sự là từ bi thì đa họa hay không? Hay là ngài Xá Lợi Phất vì có năng lực, ngài có tu chứng, nên là ngài trì chú lo linh, nên con chuột đó gì ạ? Được trở lại làm người. Thế thì chúng con để nhờ vào cái tha lực đại nguyện của Đức Phật A-di-đà mà để giúp cho cái người lâm chung đó, biết đâu họ lại được vãng sinh thì sao ạ? Thì con kính xin trên cư sĩ Phúc Trí từ bi hoan hỷ mà chia sẻ cho đạo tràng chúng con, để chúng con được nắm rõ và hiểu biết hơn ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Nghe thấy ban hộ niệm Hải Dương nói như thế, biết là ban hộ niệm rất là có lòng từ. Nghĩa là từ là gì? Muốn giúp tất cả. Người học Phật thì không thể thiếu lòng từ bi được. Vậy là cái thể hiện cái sự lòng từ bi có nghĩa là gì? Là muốn giúp chúng sinh. Thì hôm nay con sẽ phân tích cái câu này một chút, để cho toàn thì chúng ta hôm nay đi hộ niệm mà có thể thấy được cái phần nào mà ta quan trọng đối với ta, và có cái phần mà ta muốn làm nhưng vì cái năng lực và khả năng chúng ta nó không đủ. Chứ thực chất là nếu làm được thì tốt mà, nhưng vì chúng ta không đủ khả năng, cũng không đủ năng lực đó, thì hôm nay con sẽ phân tích để cho các Phật tử sau này sẽ nhận rõ rằng là cái lợi cái hại của cái việc mà chúng ta sau này giúp chúng sinh. Thì hôm nay con sẽ phân tích cái câu này. Trong nhà Phật ấy, thì có rất nhiều cái phương pháp. Thì hôm nay chúng ta nhớ là chúng ta chọn một pháp thôi. Cái gì thì cái thì Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư cũng dạy là một môn thâm nhập thì trường kỳ huân tu. Và trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói là để tâm vào một việc thì không việc gì không xong. Thì cái việc mà chúng ta hôm nay là người đi trợ niệm thì lòng từ thì không thể thiếu được rồi. Đây là điều chắc chắn. Như vậy điều đầu tiên thì xin đại chúng cho ban hộ niệm Hải Dương tràng vỗ tay kìa. Lòng từ không thể thiếu đâu. Nhưng chúng ta phải phân tích rõ một điều rằng như Thầy Giáo Âm Tịnh Hải có nói, nếu một người mà chết mà chúng ta đến hộ niệm thì trong 1.000 người may mắn ra thì có thể được một người. Đây là Thầy Giáo Âm Tịnh Hải có nói. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ phân tích rằng, ví dụ
một cái trường hợp mà họ chết mà chúng ta làm, điều đầu tiên nó khó ở chỗ này thôi, nó khó chỗ là thứ nhất là nếu như ta vội vàng đến thì chúng ta không thể nào kịp đưa ra các điều kiện được. Cái điều kiện mà của việc hộ niệm là chúng ta không thể kịp thời được. Cái thứ hai mà chúng ta có đưa ra được, phân tích với gia đình được, thì gia đình không còn tâm trí để ngồi mà nghe chúng ta đâu. Có nghĩa là lúc đấy là, một là gia đình có thể ngồi, nhưng cũng không thể nào mà ngồi nghe ta phân tích 15 điều kiện được, là vì họ đang để tâm ở chỗ người chết. Thứ hai là khi mà đến mà ta lại mất thời gian vào việc nội quy thì nó ảnh hưởng đến việc người ra đi. Mà trong nhà Phật, Đức Phật dạy giới luật, nó chính là cái áo giáp để bảo vệ cái mũi tên độc thâm nhập vào cơ thể. Thì bất kỳ phương pháp hay đạo tràng nào đều phải có nội quy, đấy chính là giới luật, để áp dụng để chúng ta tránh khỏi những cái mũi tên độc là vì thế. Và nếu như chỉ phân tích mỗi ví dụ như chúng ta làm như vậy, thì sau này thì những cái việc mà đưa ra nội quy và điều kiện gần như là mai một, nó không còn được nữa. Thì có nghĩa là đã mất cái giới, ví dụ trong cái phương pháp hộ niệm. Chứ còn nếu như mà làm được mà không ảnh hưởng gì thì cứ làm bình thường sao mà. Nhưng con nói là gì? Ví dụ tiếp, sau này mà đạo tràng chúng ta mà nhiều ca, ít ca thì thôi không sao cả, nhưng mà nhiều ca thì chúng ta tính sao đây? Nhiều ca, nếu cứ như thế thì xin thưa rằng một ngày chúng ta không dưới 10 cuộc điện thoại để gọi đến hộ niệm đâu, là vì một ngày rất nhiều người chết. Vậy thì chúng ta không đủ sức mà chạy được, là cái chúng ta sẽ hiểu rõ. Cái tiếp theo đó là gì? Cứ gọi cho được ca vãng sinh đi, trong 1.000 ca được 1 ca. Vậy không thể đấy, đó làm quy chuẩn để chúng ta làm được. Khi đưa ra một cái quy chuẩn, nó phải dựa trên đầy đủ, như lời tổ sư Ấn Quang có nói, 1 ca thành công hộ niệm nó phải 3 yếu tố thành tựu. 1 là người bệnh tín nguyện hạnh, 2 là người nhà phải tha thiết muốn được hộ niệm, 3 là ban hộ niệm phải làm đúng lời Phật, lời tổ sư trong Tịnh Độ Tông dạy. Vậy thứ nhất là người chết, ta không biết họ có tín, có nguyện, có hạnh hay không. Khi người chết không có tín, nguyện, hạnh, hoặc là chúng ta cũng không biết được, thì gần như là 50% đã thất bại. Vì sao ạ? Vì những thành viên mà tham gia hộ niệm với chúng ta ấy, cái tâm lực lúc đó không còn mạnh bằng gì cái người có tín, nguyện, hạnh đâu ạ. Cái người có tín, nguyện, hạnh thì đại chúng hy vọng họ vãng sinh lắm, dùng hết tinh thần. Nhưng cái người chết như kia thì đại chúng đến họ niệm Phật cảm giác nó không còn được rồi. Về phàm phu mà, phàm phu thấy người chết như vậy nên là không hy vọng nhiều, nên cái sự niệm nó không được gì mãnh liệt nhiều. Đấy là con nói là cái phàm phu thường như thế. Còn chư Phật đệ khác bình đẳng như nhau, người có tâm từ thì như nhau. Ví dụ như là Hoàng Anh đây có thể là tâm từ, có thể là người chết hay người sống, có thể là Hoàng Anh giống bình đẳng như nhau. Những cái người bình thường họ chưa được nghe thì đến đấy họ có sự phân biệt chấp trước là cái người này có tin Phật không nhỉ, người này có trong người có tín nguyện hạnh không nhỉ. Thì cái sự mà họ đến niệm cho người ra đi ấy đã không được tốt nhiều rồi, đã gọi là con nói là thường 50% thất bại rồi. Là cái do đại chúng đã cái tâm đó là gì, đã không còn hy vọng nhiều, thì cái sức niệm nó không tốt. Còn nếu như chúng ta hộ niệm trong 1.000 ca như đầy đủ tín nguyện hạnh thì thường 1.000 ca đó con tin rằng 90% thành tựu. Vì sao? Con quá khứ con biết mà. Vậy bây giờ nếu như ta
ta thử chọn là 1.000 ca lấy một ca, gọi là 0,1%, và lấy 90% thì ta chọn cái nào? Phải chọn 90% chứ ạ. Thì trong nhà Phật nhớ là gì? Phải lấy cái lớn mà bỏ cái nhỏ, phải chấp nhận. Có khai, có già, có trì và được phạm. Vậy thì mặc dù ta biết họ chết họ đọa đấy, nhưng chúng ta không đủ sức, cũng không đủ khả năng, không đủ. Vậy chúng ta tưởng tượng, nếu cứ hộ niệm như vậy, thầy Diệu Âm Tịnh Hải nói câu gì ạ? Ngài nói là đạo tràng bây giờ thì có người đấy, nhưng dần dần sẽ thoái tâm hết, không còn người nào vững tâm được. Có ai, có phải ai cũng vững tâm như Hoàng Anh đâu? Có phải ai cũng tín tâm sâu mà mãnh liệt như Hoàng Anh đâu? Cái người họ hộ niệm 10K, 100K mà trượt 99K thì mai đạo tràng họ thoái tâm, họ rời hết. Thầy Dâm nói đó mà. Sau này đạo tràng sẽ không còn được ai nữa. Có nghĩa là gì? Là ảnh hưởng đến đại chúng nhiều. Ví dụ được cái nhỏ mà cuối cùng gì? Mất đi cái lớn. Thì chúng ta phải suy xét thôi. Chứ đây nó không phải đúng hay sai ở đây cả. Mà ở đây chúng ta chỉ phải biết lựa chọn. Chúng ta là gọi là biết lựa chọn. Cái tiếp theo nó gì? Chúng sinh thời sau như vậy sẽ ỷ lại và không còn tu nữa. Hòa thượng Ân Sư thì không nói gì. Thực sự ngũ nghịch thập ác vẫn vãng sinh. Ngài nói rõ. Nhưng tôi không thể tuyên truyền điều đó được. Vì sao? Phật Pháp sẽ đoạn trên tay tôi. Phật Pháp khi đến tay tôi là đã đoạn duyên mất. Nên tôi không dám làm điều đó. Đấy, vậy thì mặc dù có thể vẫn vãng sinh, nhưng đến tay chúng ta là Pháp hộ niệm bắt đầu đoạn mất. Nên chính vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư mới nói mà hãy cẩn thận, vì đừng để cho người đời hiểu lầm. Vậy cứ như vậy 9.000 năm mạt Pháp về sau, chúng sinh không muốn tu nữa và cứ chờ đến lúc chết mới gọi chúng ta thì đã mất đi tín nguyện hạnh của họ rồi. Và cứ gọi cho rằng là lúc chết họ nghe được ta niệm Phật đi, họ nghe được nhá, rồi cứ được gọi cho là họ niệm theo được ta đi. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư nói câu này này: ngay cái người chúng ta hàng ngày tu ấy, đến lúc lâm chung miệng thì vẫn niệm Phật, nhưng chỉ cần một điểm không buông xuống thì vĩnh viễn ở luân hồi. Vậy cái người gần chết đó, 1.000 người được mấy người nghe hiểu mà buông xuống? Nào là ham sống sợ chết có này, vì có được nghe bao giờ đâu. Thứ hai là tham nhà tiếc của có này, rồi thì danh vọng lợi dưỡng có này, tiếc luyến thân bằng quyến thuộc có, nghĩa là cả đời chưa hiểu, lúc đó nghiệp chướng còn bủa vây, thần thức thì tán loạn không tụ lại được. Thì như tổ thứ 6 Vĩnh Minh Đại Sư có nói là ấm cảnh nó đã hiện rồi thì theo nghiệp mà luân chuyển. Vậy lúc đó ta hộ niệm nó hơi khó, gọi là khó. Vì lúc đó ra đi rồi là ấm cảnh hiện tiền thì tùy nghiệp mà tha khứ, tùy nghiệp mà theo đó mà đi thôi. Đấy là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư có nói. Vậy nếu như thế thì 9.000 năm mạt Pháp về sau, chúng sinh đã bị đoạn con đường tín nguyện hạnh trên tay ta, là vì họ không chịu tu đâu. Họ cứ mãi hưởng thụ ăn chơi, họ chết có bàn hộ niệm đến, họ vãng sinh mà. Thì từ đó là gì? Là chúng sinh không có cơ hội giải thoát nhiều. Thì như Hoàng Anh cũng vừa nói là từ bi có thể mang hại vào thân, đúng mà. Là từ bi đa họa hại, gọi là hại người rồi hại chết mình. Cái mà chúng ta hiểu rõ ở đây, vậy một người lúc cuối đời niệm được câu Phật hiệu lúc ra đi thường không phải là người bình thường. Đại Lão Hòa Thượng nói là trong vạn người thì khó có một. Trên thế gian chúng ta tưởng tượng có được ông Trương Thiện Hòa thứ hai không? Chúng ta tìm đi, có được Trương Thiện Hòa thứ hai không ạ? Cả đời giết mổ, trước phút giờ mà xả bỏ bó thân, người đầu bò hiện lên và đòi mạng. Ông ta lúc đó mới hồi đầu niệm và ông vãng sinh luôn. Trên thế gian chúng ta tìm được mấy người? Và chính Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư có khẳng định đây. Hôm nay con nói lại, hôm nay ai mà về nghe lại cái bộ hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung gồm 7 tiếng rưỡi.
Đại lão Hòa Thượng nói là gì? Cả một đời tôi chứng kiến vãng thân trong trung ấm là có hai người. Là cả một đời ngài mấy chục năm mà có hai người vãng sinh. Thì người thứ nhất là ai ạ? Là mẹ của cư sĩ Hồ. Mẹ cư sĩ Hồ khi chết mà được người con là trưởng đạo tràng gồm mấy trăm người ngày đêm niệm Phật, đến suốt ngày 49 ấy, bà mới được vãng sinh. Còn người thứ hai chúng ta biết ai ạ? Đệ tử của Hòa Thượng luôn, là Pháp Sư Ngộ Phạm. Một vị Pháp Sư giảng kinh rất nhiều năm mà cuối cùng đích thân Hòa Thượng phải hộ niệm trong thân trung ấm suốt 49 ngày. Ngày 49 bắt đầu Hòa Thượng nói là gì? Ông ta mới vãng sinh. Thì chúng ta tưởng tượng là khó, không thể tưởng tượng được. Vậy Hoàng Anh có tâm từ đi đường khó này thì không sao cả. Nhưng mà đối với anh này, anh không dám đi đường khó. Không dám đi đường khó. Vậy thì hôm nay chúng ta hiểu rõ là gì? Vậy sau này là chúng sinh sẽ bị lầm tưởng hộ niệm và cầu siêu. Đấy, thường cầu siêu người chết rồi là các quý thầy có được giới luật, có được mọi thứ, các ngài sẽ siêu độ. Thì cái việc đó là năng lực. Ví dụ như Hoàng Anh nói vậy, có phải là năng lực gì không? Bảo là do có giới luật. Giống như ngài An Nan với ngài Xá Lợi Phất đấy. Đấy. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài An Nan lúc Phật nhập Niết Bàn thì vẫn chưa chứng mà. Thì chúng ta tưởng tượng rằng là gì? Hôm nay chúng ta biết vậy, cái việc mà chúng ta hộ niệm cho người mất tốt nếu như ta có thời gian. Nhưng mà nếu như nói về hộ niệm mà đúng thì chúng ta phải coi chừng. Vì sao? Không chừng đoạn đất mất đi cái niềm tin của người thân quyến thuộc cái người ra đi. Vì đâu có phải ca nào cũng tốt đâu. Đâu có phải là gì mà hộ niệm 1.000 ca thì thầy dâm nói mà được 1 ca là nhiều. Dạ. Xin cư sĩ chia sẻ thêm một cái phần là trong cái video rộng kết thiện duyên đó cũng nói rõ là ngài Xá Lợi Phất và ngài An Nan thì đời trước là có cái con chuột nó bị chết như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài có là chôn cái con chuột đó, nhưng mà vô lượng kiếp sau thành cái cô gái đó, chứ không phải là không ngay phải, trong một ngay đời, đời sau. Có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất ấy với ngài An Nan là vì nhiều kiếp về sau cái duyên mà ngài giúp ấy thì nó mới gặp lại, chứ không phải là ngay trong đời ấy. Vậy chúng ta hôm nay cũng vậy, là Hòa Thượng có nói là cái rộng kết thiện duyên. Vậy riêng cái pháp môn niệm Phật chúng ta này, là ngày thứ nhất ngày ngày chúng ta niệm Phật này, chúng ta hồi hướng cho chúng sinh này, đấy chúng ta đang kết rộng thiện duyên rồi đấy, chúng ta đang kết rộng thiện duyên đấy. Đấy, xin đại chúng như một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí đã từ bi chia sẻ với chúng con, và đặc biệt cảm niệm tri ân công đức của trưởng ban hộ niệm A Di Đà Hải Dương đã giảng nói chia sẻ cho chúng con những câu hỏi để chúng con nhận rõ như thế nào là một ca hộ niệm như lý như pháp, và từ bi đa họa hại là như thế nào. Nhờ câu hỏi này mà chúng con hiểu được rất nhiều. Xin cảm niệm tri ân công đức của các cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ.